chúng tôi đang đi xuống cái khu vực sẽ bơi dưới nước. Đó, chúng tôi nè, này nhìn tàu xe nè. Có cá vừa. Xe nè, tàu nè. Nãy bay trực thăng chỗ kia giờ nói này. Rồi chúng ta xuống khu vực này nè. Đó, rất là đẹp. Đó, làm phiền mấy anh câu cá xíu. Ở đây là chỗ rất là nhiều cành thủ. À, đây là cái khu vực mà chúng ta sẽ test các cái cano này. Các cái cano này. Đây các bạn coi. Đến kia. Rồi, qua các bạn xem này cái đây cho nó đi lấy lên. Ủa cái gì đó? Tàu này thì chạy tương đối êm đềm. Bắn nước lên luôn. Bài cọc tôi khúc bên kia kìa. Để bên này cho mấy anh câu đi. Đó khúc bên đó đó, khỏi thôi, không có ai câu đâu. Nước sông bây là mạnh nó. Như lạc rang. Nó lạng lạng đâu các bạn. Nó lạng qua lạng lại không? Nó dọc quá. Đó, quay bê nhũng đổng đầu luôn. Lên luôn rồi. Hôm sau lấy FT ra chạy.